Xin chào các bạn, hôm nay kênh kiến thức tin học sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt phần mềm đọc file PDF, đó là phần mềm File Exit. Khi các bạn xem video thì chúng ta sẽ kéo xuống phần mô tả. Ở đây tôi có đính kèm link tải để chúng ta tải phần mềm về. Các bạn bấm vào link tải. Sau đó các bạn sẽ bấm vào nút mũi tên đi xuống, bấm nút tải xuống. Sau khi chúng ta tải xong rồi, chúng ta sẽ mở cái file chúng ta vừa mới tải về. Rồi các bạn sẽ tiến hành giải nén cái file này ra. Extract file. Ok. Rồi chúng ta sẽ tích vào. Rồi chúng ta sẽ bấm vào. Chọn Next. Chọn Accept. Rồi tiếp tục bấm Next. Ở đây net z. Ở đây các bạn sẽ tắt hai cái tiêu chuẩn này đi, không cần. Tiếp tục net. Rồi net. Rồi net install. Rồi tiếp tục các bạn sẽ chọn là finish. Ở đây các bạn sẽ chọn là not now. No. Rồi chọn again. Tiếp theo các bạn sẽ gia hạn số ngày sử dụng phần mềm thì các bạn sẽ chọn vào tút, các bạn chọn reference. Rồi ở đây các bạn sẽ kéo xuống cái phần update. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn phần do not update, tức là chúng ta sẽ tắt chế độ tự động update. Rồi các bạn chọn ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở một file PDF bằng phần mềm File Exit này. Ở đây tôi sẽ mở cái file PDF này bằng phần mềm File Exit. Đây, tôi mở lại. Chuột phải, chọn Open With. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái phần mềm File Exit này. Đó, bây giờ nó đã hiển thị cái file PDF này bằng phần mềm File Exit. Ở đây các bạn thấy tôi cài hai phần mềm đọc file PDF. Bây giờ tôi muốn chọn mặc định File Exit để mở file PDF. Thì các bạn sẽ bấm vào File, sau đó chuột phải này. Các bạn sẽ chọn vào Open With nè. Tiếp theo các bạn sẽ chọn ở phần cuối cùng. Rồi tiếp theo các bạn sẽ dẫn tới cái phần mềm File Exit của chúng ta. Rồi các bạn sẽ tích vào đây là luôn luôn mở với cái phần mềm này đối với file PDF. Sau đó các bạn chọn vào OK. Đó. Như vậy là kể về sau á, khi có file PDF thì nó tự động sẽ mở bằng phần mềm File Exit này. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phần mềm File Exit. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.